bạn cham là lấy như vậy là này rất là đúng đúng cái quy, quy trình để các bạn nhá lấy quy trình thứ nhất là tạo rễ thứ hai là tạo củ thứ ba là dưỡng củ và vâng, nhiệt liệt chào mừng các bạn đến với kênh YouTube 4.0 của Trần Văn Hảo hôm nay em rất là sung sướng được đi đơn chúc mừng cho bạn Ni -e, Mi Cham các bạn nhé Ni E hờ Mi Cham à, đặt thành công 1,5 hecta mì à, non bạn ấy ở tổ 4 bà Dũi Khánh Bình huyện Khánh Vĩnh Khánh Hòa có số điện thoại bao số cuối là 938 cứ một hecta thì em tư vấn cho cho bạn Tram cũng như tất cả các bạn khác rằng là mình chỉ cần là một hecta mình lấy 5 siêu tạo củ 5 cani quan và 30 siêu ra rễ cực mạnh Đấy, đúng đúng không các bạn và bây giờ là 1,5 hecta thì mình cần là, là 7 quái rưỡi nhưng mà khổ cái rằng là cái siêu tạo củ nên nó không có chia làm đôi được các bác ạ không chia làm đôi được cho nên là em khuyến cáo các bác là với với bạn 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 cham ấy là mình lấy 8 bì luôn mình chơi lớn luôn chơi hơn nửa gói nữa các bác ạ. để cho củ mì nó thêm to có gì đâu đúng không ạ vậy thì siêu ra đấy cực mạnh các bạn nhé siêu ra đấy cực mạnh thì một hết 30 gói thì một h rưỡi cần là 45 gói đấy nhân với 10k thành 450k à, siêu tạo củ thì sao các bạn à, uh, 8k 8 8 gói Đây, siêu tạo cụ 8 gói cái này 100.000 các bác nhá em báo giá cho các bác luôn 100.000 nhân 8 thành 800.000 rồi siêu to củ can để dưỡng củ kích củ giai đoạn sau thì mình cũng à, uh, 8 8 bì các bạn 8 bì nhân 100.000 thành 800.000 còn uh, siêu ra rễ cực mạnh làm cái nền tảng cho cái cây vững chắc thì 45 gói Thế giờ thì mình uh, sẽ hướng dẫn sử dụng như sau đơn giản lắm các bạn giờ báo cáo với em uh, Cham và các bạn như thế này bạn Cham là lấy như vậy là lấy rất là đúng đúng cái quy, quy trình để các bạn nhé lấy quy trình thứ nhất là tạo rễ thứ hai là tạo củ thứ ba là dưỡng củ vậy đầu tiên là giai đoạn khi mà mì của em mới lên đúng không ạ khi mì của em mới lên thì em dùng cái siêu ra rễ cực mạnh này, em phun phủ đầu cho anh phun phủ đầu cho anh và các bác báo cáo các bác cũng vậy phun phủ đầu khi mà mì mới lên rồi sau được 60 ngày bắt đầu là nó xanh tốt rồi nó hấp thụ phân rất là tốt rồi thì bắt đầu là lúc này mình có thể bón phân và mình cộng với thêm siêu tạo củ này các bạn nhé mình cộng với thêm siêu tạo củ này siêu tạo củ nó có tác dụng là đứng dây xuống lá phì củ tăng tinh bột giai đoạn này mình không cần làm nhiều các bạn không cần phun nhiều các bạn cứ phun cho mình 20 gram là được tương đương với 20 mini nếu mà phun nhiều đảm bảo cái lá của mình sẽ bị vàng và vàng đấy là hiện tượng đứng dây các bạn nhé đấy là hiện tượng bình thường nên cho nên là anh em đừng có phun nhiều rồi sau một tháng 15 ngày sau thì bắt đầu lúc đấy mình phải được phun nhiều phun là 50 mini Ờ, trên một bình 20 lít nước rồi bắt đầu từ những tháng sau tháng thứ ba trở đi thì mình có thể trộn 50 g được chưa 50 ml siêu tạo củ và 50 ml cani one và mình cho bình 20 lít mình xịt và lưu ý hai thứ này dùng cho cho em là cái lúc mà trời đất là phải đủ ẩm các bác nhá đất phải đủ ẩm đủ ẩm đủ ướt thì nó mới hút được nước và nó khi nó phì ra thì nó mới không bị bị uh, nứt củ đấy lưu ý dùng em như vậy thì như vậy là các bạn sản sử dụng sản, sản phẩm rất là ok rồi một lần nữa xin cảm ơn em Nia Hờ My Cham ở Khánh Hòa. Chúc em luôn luôn mạnh khỏe và sẽ có được cái vụ mùa của em củ mì thật to, à, to nhất ở trong cái vùng của em luôn và mang đi bán để được nhiều tiền em nhé. OK. Còn tất cả các bác mà muốn quan tâm đến sản phẩm giống như bạn Nia Hờ My Cham này thì nhanh tay điện về số điện thoại 097 687 Em đang để màn hình đây để kết nối với em và em sẽ gửi hàng tận nơi, ship hàng toàn quốc. Uh, cho bạn Tram uh, này cũng như toàn của, uh, bộ các bác. Nếu bạn thấy video này hay thì xin cho em một like nhé. Chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh của em để những video tiếp theo em làm thì thì uh, em sẽ có cái động lực làm đúng chủ đề của các bác. Các nào còn có ý kiến, còn có bình luận gì thì xin để lại ở lại phần bình luận nhé. Uh, còn thấy hay thì xin chia sẻ. Để tất cả các bà con nông dân của Việt Nam chúng ta đã trồng cây nế củ tất cả các loại cây nế củ thì mình cần phải có cái củ to, đúng không? Nhiều tinh bột, mẫu mã đẹp à? thì mình mang đi chợ mình bán ở với sướng. Ok. Trấn Văn Hảo xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.